Sáng nay tại nhà riêng số 22 đường Phạm Văn Đồng, thành phố Quảng Ngãi của đồng chí Phạm Thanh Bình, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi long trọng tổ chức lễ dân hương kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Phạm Thanh Bình, nguyên khu ủy viên khu 5, nguyên bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi. Đến dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đặng Ngọc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Võ Văn Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Tân Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Phiên cùng lãnh đạo các ban đảng của tỉnh ủy. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân đã ôn lại thân thế sự nghiệp và cống hiến của đồng chí Phạm Thanh Bình, nguyên khu ủy viên khu 5, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi. Đồng chí Phạm Thanh Bình sinh ngày 15 tháng 10 năm 1922 tại thôn Đông Bình, xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, tham gia cách mạng năm 1945. Vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 19 tháng 12 năm 1945, nguyên Bí thư Huyện ủy Bình Sơn, Trưởng ban Quân sự tỉnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Nông hội tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Dân tộc Giải phóng tỉnh Quảng Ngãi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Cách mạng tỉnh Quảng Ngãi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Bí thư Cán sự miền Tây Quảng Ngãi, khu ủy viên khu ủy khu 5, trợ lý Bộ trưởng Bộ Hải sản, Phó Ban Cải tạo nghề cá miền Nam, cán bộ nghỉ hưu, cán bộ tiền khởi nghĩa. Với 100 năm tuổi đời, hơn 70 năm hoạt động cách mạng và hơn 75 năm tuổi đảng, đồng chí Phạm Thanh Bình đã dành trọn cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của Tổ quốc và nhân dân Quảng Ngãi. Quá trình hoạt động cách mạng của đồng chí gắn liền với các sự kiện lịch sử có tính chất bước ngoặt của Đảng bộ và phong trào cách mạng của nhân dân Quảng Ngãi. Dù bất kỳ hoàn cảnh nào, với bất kỳ cương vị công tác nào được Đảng, nhân dân giao phó, đồng chí Phạm Thanh Bình luôn tuyệt đối trung thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tinh thần phục vụ sự nghiệp cách mạng, phục vụ nhân dân và đạo đức cách mạng của đồng chí Phạm Thanh Bình là tấm gương sáng ngời để Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi học tập noi theo, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết tâm phấn đấu đạt nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng quê hương Quảng Ngãi trở thành tỉnh phát triển khá của vùng miền Trung và cả nước. Lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và gia đình đã dâng hương đồng chí Phạm Thanh Bình, nguyên khu ủy viên khu 5, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, người chiến sĩ cách mạng trung kiên, hơn 70 năm hoạt động cách mạng, cả cuộc đời phục vụ sự nghiệp cách mạng, phục vụ nhân dân.